Em chào chị Hằng Oliver nhé. Chào bạn nhé. Nhân dịp 20 tháng 10 chúc chị một ngày vui vẻ và hạnh phúc chị nhé. Hôm nay chị có cái gì mới muốn Lúc nào chị chào vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay chị đã được ông xã tặng cho một cái cần để đi câu. Cái cần nhật thì nguyên tắc của nó thì em biết rồi. Cái đầu cần của nó thì hơi nhỏ. Chỉ để câu chạm này, câu V này và câu ổ thôi. Nhưng mà chị thích chơi là con tiêu cơ và con lục cơ, cho nên là ông xã sẽ tặng cho chị cái cần của nó to hơn và cứng hơn, nó có thể giúp chị thỏa mãn đam mê hơn. Và đây là ông xã của chị. Chào cả nhà. Chào anh Tuấn. Hôm nay là 20 tháng 10. Hôm nay ngày 20 tháng 10 thì mọi người cũng mua quà cho tặng tất cả chị em phụ nữ. Thì mình cũng suy nghĩ đi, mất mấy ngày không ngủ được thì không biết tặng vợ cái gì. Thứ nhất là hoa thì vợ sinh hơn hoa rồi. Nên là tặng hoa thì đương nhiên là hoa không có giá trị. Thứ hai mình là hoàng xe ôm, đây là tặng tiền cho vợ thì vợ một tháng trả mình 15 triệu rồi, tự nhiên những tiền lại tặng vợ nghe nó hơi phí phí. Thôi nghĩ đi nghĩ lại thôi, tặng vợ cái cần câu. Thì tất cả đồ này cũng là mấy anh em trong hội câu chia sẻ với nhau thì cũng muốn tặng vợ mấy cần tốt nhất. Thì đấy thì cũng của một đồng nhưng mà câu một nén tiền nước mắm nó quá tiền thịt bò. Là vận chuyển rất là xa, tít tận bên Nhật chuyển về đây. Thế là tất cả là thôi thì cho vợ thỏa mãn cái đam mê, và thứ hai là bố con ở nhà có cá mà ăn. Chứ không phải tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy. Chứ không phải là tôi mang cá về bố con anh lại bảo là đợt sau lại tôi mang cá về nữa. Và thứ hai cũng là được tạo thêm cái sự gắn kết với cả hàng xóm, thỉnh thoảng vợ đi câu được cá nhiều thì lại chan sẻ cho mỗi anh em hàng xóm, anh em bạn bè chơi thân, những người mà bằng hữu mình giúp đỡ mình thì có khi nhiều khi tặng nhau con cá và cả tấm lòng quý mến nhau hơn. Đấy, nói chung là 20 tháng 10 chúc vợ là sinh thì vẫn là hơn hoa rồi. Sức khỏe mọi thứ là ban lợi phát đạt và mọi điều như ý. Tay cái nhỉ. Tay cái. Cảm ơn. Đã hiểu cả. Hôm nay buổi giao dịch thành công. Cảm ơn các bạn, và mình nghĩ rằng là không cần 500 like và 100 comment mình cũng sẽ câu được con cá có khả năng từ 7 cân trở lên. Cá chép nhá. Và mình hứa là một tuần nữa mình sẽ ốc ra đây. Ok. Xin chào. Chào chị, chào anh nhá.